Ok, thì Hiếu xin chào cả nhà nha. Trở lại với kênh của Hiếu Chuột Vlog nha. Thì hôm nay thì Hiếu vẫn tiếp tục đi săn bắt ong nha cả nhà. Này thì Hiếu đi một mình nha cả nhà. Này. Đó, chuẩn bị đồ nghề hết trơn rồi. Đó, cả nhà thấy là Hiếu rồi đó. Chuẩn bị đồ nghề hết trơn rồi, Hiếu rồi đó. Thì nói chung là rất sáng sớm thì Hiếu vô đây rất là may mắn luôn nha cả nhà. Gặp được một ổ ong thì nó đóng trên cây u nha cả nhà. Thì nó đóng thì cũng thấy tổ cũng hơi bự bự đó cả nhà, mà không biết nó cái mặt này nó như thế nào nha, cái khu này rừng hoang không cả nhà ơi. Đó, cho nên là Hiếu sẽ leo lên sẽ bắt thử coi hôm nay thì nó có mật như thế nào nha, cái khu này nha. Thì Hiếu xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác đằng xa và các anh em đồng nghiệp luôn luôn có nhiều sức khỏe nha. Thì nhiều khi á thì Hiếu quay bằng điện thoại có rung lắc rồi này nọ, có sai sót các cả nhà cũng thông cảm cho Hiếu nha. Đấy. Thì bây giờ thì Hiếu xin review cho tổ ong cho khán giả và cô dì chú bác gần xa cùng theo dõi nha. Thì cái tổ ong nó đóng bên đây nha nha. Đó. Cây u này nè cả nhà. Đó. Đây, quay chối nắng đó cả nhà. Hiếu qua đây. Cái cây u nè, đó, leo tốt cũng khá là cao nha nha. Thì cái tổ ong này nó đóng nhé mé bên đây nha nha. Rồi đây đây, rồi khá là cao cho nên là thấy hơi nó mờ mờ một tí nha, chối nắng nha nha. Thì bây giờ thì Hiếu sẽ leo lên bắt nha nha. Mời cái nhà cùng theo dõi Hiếu nha. Thì mong cả nhà xem và thấy thương Hiếu á, ủng hộ Hiếu cho Hiếu xin một like và một lượt đăng ký để có Hiếu có động lực làm những cái video tiếp theo. Thì cây này cũng khá là dễ leo thôi cả nhà ơi. Đó, mong leo lên nó có mật đi nha. Mùa mưa này cũng hơi khô á, Hiếu cũng đi guồng theo mấy cặp mé sông như thế cả nhà, mé bào á, nước chảy cả nhà thấy không. Đó, khu này không biết làm sao nữa. Bây giờ thì Hiếu sẽ leo lên Hiếu review cho cả nhà xem nha. Thì Hiếu cũng trang bị đồ nghề xong cả nhà. Đó, giờ thì Hiếu sẽ leo nha cả nhà, thử coi hôm nay thì nó có may mắn nữa không nha. Ngày săn bắt ong này cũng hên xui, ngày có ngày không. Cái cây này cũng có cái nhánh cũng dễ leo. Cây này cao quá cho nên là Hiếu lại cái chơi này Hiếu mới mồi cái đuốc. Phía trên đây Hiếu ngồi gọi được nha. Lê ok. Sáng sớm cái mệt thở không đi. Hì 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 hì.
một người có mặt rồi. Xong bắt ông này leo lên tới ngọn cây cứ chờ đợi đó mà có mặt cái là mừng quý quá cơ, có cái lạ mặt buồn hiu. Lên đây bự coi. Bay ăn hay. Bay đi ăn ấy. Ây hì 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 vô món mặt không. Mong có mặt nữa nha. Cái nhà táo ong à, đó, à, đã luôn nha, đó, thì bây giờ Hiếu chuẩn bị bắt cái này, đây, chỉ trình bền luôn, okay. Thấy phì phì đó cái nhà ơi, cục mật này nếu mà khủng long đó cái nhà. Hiếu quay lên nhà xem nó bự cái nào nè. Ồ nhà thấy chưa, ồ siêu khủng long cái nhà, bù bích trên cây luôn. Thôi giờ thì Hiếu sẽ leo lên Hiếu hơ nó nha. Khủng long rồi cái nhà ơi, may mắn quá. Ở dưới đứng cao á, đứng thấy nhỏ xíu à. Leo lên tới nó mới nhìn thấy giật giò. Phun trời quánh đuốc không cháy ta. Chém roi không? Chém roi rồi các bạn. Hơi khô rồi anh sao rồi. Thank you.
đây cả nhà ơi. Hiếu quay cho cả nhà xem một cục mật cả nhà. Chán giờ nó hơi thu nhẹ lại cả nhà. Đây cũng chấm rồi nè. Bây giờ cứ chắc nha, để nó hút hết mặt cái nhà. Lòng thì kia. Hổm tám giờ bích chật luôn, nó mới khô lại. Đây đây, có nở được con nào thì nó nở. Đại mưa, mưa nó hơi khô lại đó nha. Ba sợi mật khá là ngon luôn. Dưới cây nữa đi gần gần cái lết đó chứ. Đó giờ thì hiểu là trình nước xuống đó nha, má quá may mắn rồi được ổ này chứ mùa này thua mực. Ôi trời, sửa như vậy thôi chứ cả nhà. Ông này khá là đông quân. Đây, mật nè. Đấy, khá yên. Bây giờ Hiếu xuống đi nha. May mắn rồi. Mới dứt vô chân, mặc quần cục. Mặc quần cục là hay quấn vô chân lắm nha cả nhà. Tại Hiếu quen á, quen mặc quần cực, quần cục á, mới leo cây được. Mặc quần dài nhiều khi cũng khó leo lắm. Chung là nghề nghiệp mà. Có những khi anh em thì quen, còn Hiếu thì không có quen.
nhà xem á, có cung rất sâu sót cái nhà hơi cảm Hiếu nha. Hiếu cũng quay cái bằng điện thoại nha. Những anh em khác người ta kinh tế kinh tế có, ta mua máy quay chống rung rồi nhé, sắc nét có thì quay đại điện thoại cho cái nhà ấy, thì cái nhà thấy thương thì đi mến Hiếu thì cho Hiếu xin một like, một đăng ký để theo dõi những cái video mới của Hiếu. Nếu bắt không á thì Hiếu không leo cây á, bắt không mà không quay phim á, Hiếu leo nhanh lắm, tại vì mình quay bằng điện thoại á, cho nên là leo nhanh á, rung lắc dữ dằn lắm cả nhà. Nên là cái áo Hiếu ráng leo từ từ, cố định đừng cho nó rung á, cho cái nhà xem á, chứ không phải là gì. Nếu mình leo nhanh á thì quay qua quay lại nó lắc dữ dằn lắm. Tới cái nhà đây, cái nhà ơi, đổ mồ hôi hột luôn cái nhà. Đây cục mặt mặt không này cái nhà, thấy không, nó hút lại bớt nhưng mà vẫn còn ba xì hơn cái nhà đấy, khá đẹp đó. Thì cái nhà xem á thì nhớ cho Hiếu xin một like, họ lượt đăng ký nha, để Hiếu có động lực làm những cái video tiếp theo cho cái nhà xem. Thì cái video tới đây thì cũng hơi dài rồi cái nhà ơi, thì Hiếu cũng sẽ xin up clip tại đây, và chúc cái nhà xem video vui vẻ, rồi luôn luôn có nhiều sức khỏe nha, và may mắn trong cuộc sống hàng ngày, đi săn bắn hay là đi làm cái gì đó thì mình gặp may mắn, mình làm luôn luôn thành công tốt đẹp trong công việc. Thì bây giờ thì Hiếu cũng xin tạm ngưng video tại đây, và hẹn gặp cả nhà những cái clip tiếp theo. Giờ thì Hiếu xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà.